Em Bình xin kính chào toàn thể các ông các bà, cô chú anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Nổi Đá Vùng Cao. Em Bình xin chúc tất cả các ông các bà, cô chú anh chị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, gặt nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin thưa tất cả quý các bác anh chị, ngày hôm qua thì em Bình cũng hơi mệt, bị ốm nên là cũng được chị gái em Bình là đưa cháu Mí và đi mua quần áo. Thì ngày hôm nay thì em Bình cũng chuẩn bị để đưa cháu Mí và đi về nhà với ông, nhưng mà vì là trời mưa quá nên là hôm nay thì cũng không đi được. Như là tất cả cô chú anh chị biết là Nô Mai hay con của em Bình là đi về nhà rồi. Bây giờ thì em Bình cũng khá là nhớ Mai Nô đấy các bác ạ. Cũng rất là muốn đi thăm Mai Nô, cũng như là đi vào đó để lấy một phần quà đi vào trong nhà Mai Nô, cái nhà tình thương nữa. Nhưng mà trời mưa quá nên là chưa vào được. Đằng sau em Bình là đang mưa phùn, mưa nhỏ nữa các bác ạ. Thì buổi sáng nay thì mưa, buổi chiều thì mưa cũng tạnh một tí rồi. Em Bình sẽ cùng với lại em trai sẽ làm một tí việc, dọn dẹp nhà cửa một tí. Trong thời gian này thì em Bình cũng rất là nhiều việc, đi đi lại lại, rồi là đi xuống dưới thành phố nữa, rồi là về nhà. Cũng có rất là nhiều chuyện nên là em Bình cũng chưa có thời gian để mà dọn dẹp nhà cửa cho mẹ. Vì là thời gian trước thì cũng có sửa nhà nên là rất là nhiều cái gạch như là cái vụn ở bên này thì phải sửa lại, rồi là lán lại cho sạch sẽ hơn nhé các bác cô chú ạ. Ngày hôm nay thì thước phim thì sẽ khác một tí. Hôm nay thì sẽ thiếu Mai Nô, hai con nuôi của em Bình rồi. Thì hôm nay lại có thêm cháu Mí Và nữa thì cũng là một cái rất là vui. Bây giờ thì em Bình sẽ đi làm việc nhé. Bây giờ thì xin mời các bác đồng hành cùng với Thép Phin làm việc trong gia đình của em Bình. Cho tất cả các bác được theo dõi. Rất là ngoan nhỉ. Được rồi, con không cần phải khoanh tay nữa. Cháu Mí Và thì cũng ra đây được 2 hôm rồi. Trời thì cũng rất là mưa. Nhưng các bác thấy là mưa. Trời bây giờ còn rất là âm u vì là đường của cháu cũng như là đường của Mai Nô ấy các bác ạ, thì toàn đường đất thôi. Đấy, mưa một tí là xe máy không đi được rồi. Đấy, quần là quần mới nhưng áo lại mặc cái áo cũ rồi. Đấy, vì là rất là tiếc cái áo mới ấy. Đấy, cháu Mí Và thì cũng rất là ngoan ngoãn các bác ạ. Rất là hiền, rất là ngoan, cũng ngoan như cháu Nô ấy. Vì là các cháu mồ côi nên là cũng thiếu thốn tình cảm nhiều ấy. Nên là ở với em Bình thì em Bình cũng chăm sóc cũng như là thương. Đấy. Thì đợi mai trời nắng là chú sẽ đưa cháu đi về nhá. Ừ, đấy. Tuổi thì cũng ngang nhau với Nô, là con nuôi của em Bình ấy, còn rất là nhỏ tuổi. Đấy, được rồi, đấy, con cứ đứng ở đây chơi nhá. Ừ. Bên này là em trai đấy, đang tháo những cái này ra để mà đi để trong chuồng kia. Đấy, ngày hôm qua là Mí Và là được bác Mỉ đưa đi mua quần áo, có vui không cháu? Vui. Vui à? Vâng. Ừ, đấy, được quần áo mới rồi. Đấy, cắt tóc xong đẹp trai hơn hẳn nhờ. Đấy, cháu Mí Và thì cũng rất là vui khi được bà ở bên Canada ấy, có gửi tiền hơn 3 triệu về cho cháu như là ông và chị của cháu Mí Và nữa đang ở nhà ấy. Đấy, quần áo của ông thì chưa mua. Đấy, hôm nào em Bình vào thì sẽ mua vào. Đấy, vì là mưa quá các bác ạ. Đấy, bây giờ là sẽ phải dọn dẹp hết cái chỗ này. Đấy, em đập từ bên này ra mới được, cẩn thận nhé. Đấy, vì là cái này là phải do em Bình chỉ huy thì mới làm được. Đấy, em trai ở nhà thì cũng muốn làm rồi nhưng mà vì là không biết làm ấy, em Bình phải ở đây rồi là những cây cột bên kia nữa phải làm đổ hết ra, rất là nguy hiểm các bác ạ. Những cái cột này là ngày xưa là làm thì không được chắc chắn ấy, xây gạch thôi nên là phải đổ hết ra. Cây bên này nữa phải làm đổ hết ra thì mới được, không là không an toàn các bác ạ. Để em trai làm một tí là sẽ làm. Đấy, rồi là phải làm cái này nữa. Đấy, vì là đấy, ngày trước là em Bình sửa nhà ấy, cũng còn thừa lại một ít bột đá nên là sẽ làm cái này, tranh thủ thời gian không làm gì ấy các bác. Còn khi nào lán thì chắc là em Bình phải mua thêm xi măng rồi.
một thêm một ít xi măng để mà lán cái sân nữa. Hôm nay trời mưa, mọi cái đều rất là lộn xộn các bác ạ, phải làm lại hết. À, lúc nãy thì cháu Mỹ Và bảo là hộ nhưng mà chú Bình không cho hộ vì là nhỏ quá các bạn, nhỏ quá nên là chưa làm việc được. Nếu làm một tí cũng được nhưng mà vì là YouTube không cho ấy, YouTube ấy, không cho làm vì là YouTube là được tạo bởi bên đất nước Mỹ ấy, trụ sở bên đó nên là người ta là cấm trẻ em làm việc nên là cháu muốn làm thì cũng không được làm ấy, các bạn. Nên là cái này thì công việc nặng thôi, cháu nhỏ không làm được, lớn lớn như em trả này thì làm được rồi. Rồi em cứ đập hết cái đấy ra. Mí vào, mí vào. Cháu đi đóng cái cửa kia cho chú. Đóng cửa nhá. Đóng vào. Nhẹ nhẹ thôi. Đấy, được rồi. Đấy, biết nghe tiếng phổ thông rồi đấy nhỉ. Đứng đây nhìn chú trả làm việc nhá. Để lớn lên còn biết là... đập cái này là những cái viên gạch nào mà còn chưa hỏng ấy là có thể dùng được các bác ạ. Đấy, còn những cái viên gạch nào mà hỏng thì không làm được, không dùng được nữa. Như máy viên bên kia là vẫn cần dùng được. Đấy, khoảng mấy ngày nữa thôi. Đấy, xong cái sân này là lúc đó là em Bình sẽ chia sẻ cho các bác theo dõi nhé. Đấy, sau đó thì cái khung cảnh sẽ rất là đẹp rồi. Đấy, nhà em Bình là ở trong này nên là khá là yên tĩnh. Đấy, không không có xe cộ đi lại, rất là yên tĩnh nhé các bác. Đấy. À, lúc đấy trưa các bác, bây giờ là buổi chiều. Đấy, lúc trưa là em trai cũng lấy rau khoai lang đi trồng. Đấy, thì cũng đã đi trồng một lúc rồi. Đấy, vừa mới về nữa. Như các bác thấy là những cái chân này, này, những cái bước chân này đi toàn đất thôi, là vừa đi trồng khoai lang về đấy các bác ạ, trồng dây khoai lang. Nếu mà cái đấy không đập được thì để phải đi mượn cái búa to mới được. Nhà mình không có búa to là không đập được. Em thử cái cây kia xem là có bị rung lát không, cái cột đấy. Thế là mình đẩy nó có ấy đâu. Cái này hơi khó đấy, em thử đẩy bên kia sang bên này nào. Có được không? Cái này hơi kiên cố một tí. Cái này dùng dây không được kéo. Dây không ăn thua đây em ạ. Dây không được. Cái này to quá các bác ạ. Em ở đây. Em giữ máy cho anh để anh thử xem nào. Giữ máy cho anh để anh thử xem nào. Đợi em xa bên kia đi. Đi xa xa nguy hiểm lắm. Đi vào đi xa xa để chú làm việc nhá. Được. Nhung ý vào đi xong xa nhá. Cháu đi xong xa để chú làm nhá. Em cũng đi xong xa một tí bên kia. Đi xong bên kia. Được. Lắm các bác ạ. Cái này là cho như em trả là nó không được. Vì là trẻ tuổi là làm nó không được an toàn lắm các bác ạ. Một khi em Bình lớn rồi nhưng mà làm cũng rất khó. Để anh làm.
xong thế này thì phải lấy cái gạch này rồi các bác ạ. Những viên gạch nào mà dùng được là em mình sẽ để dùng. Em bình thì rất là to, làm việc gọi là làm được những công việc nặng, nhưng mà trong ngày hôm nay là do thời tiết nắng nóng mưa nên là cũng bị ốm ấy các bác ạ. Đấy, làm có một tí thôi nhưng mà kiểu trong trong mặt rồi, cố gắng làm một tí nữa để xong nốt cái này rồi là đập để mai chờ tí cái bột đá thừa ấy vào đây để mà để mua thêm xi măng rồi sẽ lán sạch sẽ. Nhiều khi là như em Bình đi lại thì cũng không sao, nhưng mà nhiều khi là như mẹ em Bình là đi lại nhiều khi người già mà mắt kém, nhiều khi đi đâu cũng có cái gạch cái vụn rồi là nhà chưa được dọn dẹp nên là rất là luôn thuận đấy, cũng lo lắng các bạn, nên là cố gắng để làm xong. Cái ngày này không làm thì mai lại không làm, ngày kia lại không làm thì thành ra là ngày nào cũng chưa làm đấy các bác ạ, nên là để cố gắng mà tranh thủ làm luôn đấy các bác ạ. Cũng khá lâu rồi cũng chưa làm xong các bác ạ. Cái viên này sẽ để này. Cái viên gạch này là bên làm nhà thì không được rồi nhưng mà dùng để mà làm để trang trí vườn là được. Cây của bên kia thì hai anh em cũng đã đập xong rồi. Đấy, bây giờ thì em trai sẽ lấy cái đấy, ra khoai lang này ra. Đấy, rồi là sẽ một tí thì sẽ phải đập bên kia nữa. Đập hết những cái vụn này vào. Buổi chiều ngày hôm nay thì chắc là cũng làm xong rồi. Đấy, ngày mai cố gắng một ngày nữa thì chắc sẽ xong. Đấy, mẹ em Bình thì đang đi vào trong chuồng để làm tí việc. Đấy, chuẩn bị làm việc trong kia rồi. Còn anh em thì sẽ làm việc bên ngoài này. Đấy, bên này thì mẹ thì cũng không biết làm rồi. Đấy, nên là anh em sẽ tự làm. Có khoai à em? Ôi, khoai to nhỉ. Lấy ra đi, lấy ra xong là tí lấy đi trồng. Đấy, bây giờ là sẽ xếp vào đây hết. Đấy, em trai thì cũng chưa được khỏe lắm đâu. Đấy, nhưng mà vì là đấy, cứ phải làm từ từ. Đấy, không thì càng yếu đi các bạn ạ. Đấy, mình làm việc nhẹ nhàng để cho gọi là mình nhanh nhẹn hơn, để máu lưu thông là mình mới khỏe được các bác ạ. Còn mà mình cần yếu cần nghỉ là mình cần chậm chạp đi hơn. Đấy, rất là nhiều. Đấy, bên này là cái máy sắc ngô của nhà em Bình ấy, máy sắc ngô ngày trước mua về để mà được dùng ấy. Bây giờ là dỡ hết nhà rồi chưa biết là để đi đâu. Đấy, hiện tại thì rất là nặng không thể kiện được. Đây, sẽ phải khiêng sang bên chuồng bò bên kia rồi. Thì sẽ phải nhờ một hai anh em nữa ra để mà cùng nhau khiêng. Hai anh em thì không khiêng ra được. Đấy, đằng sau em Bình là đấy, căn nhà của gia đình em Bình nhé, các bác cô chú ạ. Đấy, làm xong màu rồi, đấy, khá là đẹp. Đấy, tuy nhiên là bây giờ còn rất là lộn xộn đấy. Đấy. Đấy, trên mái nhà là em Bình dùng cái tôn cú của cái mái nhà trước ấy, dùng để buộc vào để cho mưa đỡ vào trong nhà ấy, các bác ạ. Đấy, khi nào em Bình sẽ mua cái mã nước vào là sẽ thay cái kia đi để cái nhà này nó sẽ đẹp hơn. Đấy, dùng như thế là rất là
nhìn hơi xấu một tí nhưng không sao. Đấy. Đấy là cẩn thận nha, tí vào tay đấy. Đấy, cái gạch này khá là to đấy. Đấy, sẽ phải đập hết các bác ạ. Đấy, đập hết. Đấy, còn những cái tôn cú này là em mình sẽ để lại để máy nứa làm gì thì sẽ được dùng. Đấy, làm cái chuồn gà cũng được. Đấy, đây là rất là nhiều cái tôn cú nhá các bác ạ. Sẽ phải di chuyển hết đi. Máy nứa thì làm cái chuồn gà thì dùng được gì thì sẽ dùng để che chuồn gà thôi. Còn dùng để mà lập cái máy chuồn gà thì chắc là cũng không được, vì là cái này thì nó rỉ hết là hỏng rất là nhanh, không dùng được lâu nữa. Đấy, còn khá là nhiều đấy. Em trai thì cũng chăm chỉ, cũng ngoan. Bây giờ thì em mình sẽ đi hộ em trai em mình làm rồi. Đấy, làm nhanh để cho ngày mai hoàn thiện đấy các bác ạ. Để ngày mai đổ tí bê tông ở đây nữa. Đấy, nên là cũng xin gửi lời cảm ơn đến các bác cô chú anh chị đã quan tâm và theo dõi thức phim trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Mình xin cảm ơn tất cả quý các bác anh chị mọi người rất là nhiều nhé. Đấy, em nhìn vào đây nè, chào các ông các bà nè. Chào tất cả các ông các bà. Ừ, được rồi. Đấy, bây giờ là em mình cũng xin chào tất cả các ông các bà cô chú anh chị nhé. Hẹn tất cả mọi người trong những thức phim video tiếp theo trên kênh Núi Đá Vùng Cao. Xin chào, xin cảm ơn.